Hiện tại Duy đang đứng ở phần mộ. Bà được coi là minh tinh người Việt thành danh tại Pháp đầu thế kỷ thứ 20. Bà được Tổng thống Pháp Paul Daumer nhận làm con gái nuôi. Và Paul Daumer cũng là một chính trị gia. Ông đã từng giữ chức toàn quyền Đông Dương từ năm 1897 đến năm 1902. Và như chúng ta đã biết, cầu Long Biên cũng được xây dựng thời điểm ông ấy làm toàn quyền Đông Dương và cũng mang tên của ông ấy. Tôi nhận bà làm con nuôi đã gây một dư luận rất là xôn xao tại bên nước Pháp, vì thực dân Pháp lại nhận người con gái của kẻ thù làm con nuôi, mà lại chính phủ Pháp lại tài trợ cho bà suốt được kỳ bán học ở bên đó. Phần mộ của bà sẽ nhìn hướng ra phía đồn Phồn Xương. Mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta vào khám phá đồn Phồn Xương. Đây cũng được xem như là một trong những địa danh mà các nghĩa quân yên thế đồn trú lâu nhất. Chính tại nơi đây, Hoàng Hoa Thám đã đưa ra những cái chỉ dụ cũng như là đưa ra những quyết sách rất là quan trọng cho nghĩa quân hoạt động. Mặc dù cuộc khởi nghĩa yên thế kết thúc vào năm 1913, nhưng đến nay thì cũng chưa có một cái tài liệu nào để nói về cái chết của Hoàng Hoa Thám cũng như là ngôi mộ của ông ở đâu. Như sử sách viết là chết vào ngày 10 tháng 2 năm 1913 năm Quý Sửu, để đánh dấu sự thất bại của cuộc khởi nghĩa yên thế. Nhưng mà bây giờ thì cũng chưa có một tài liệu nào nói về cái chết của ông. Ông chết như nào và cái chết của ông ra sao? Chỉ có thể đưa ra ba giả thuyết rằng, và người vợ thứ ba của Hoàng Hoa Thám, bà tên là Đặng Thị Nho, hay nghĩa quân yên thế vẫn gọi là bà Ba Cẩn. Thì bà Đặng Thị Nho là một người con gái sinh ra tại làng Vân, bên kia con sông Cầu. Thì theo sử sách ghi lại thì bà được sinh trưởng trong một gia đình, cha của mình làm thầy đồ, thầy mo, và được cha của mình truyền dạy cho kiếm pháp. Và bà thông thuộc thần môn luận sát và phép tính trong Thái Ất Thần Kinh. Và phép tính này chỉ có Trạng Trình Nguyễn Bỉ Khiêm ở Việt Nam thì lĩnh hội được. Thì bà rất là giỏi, tức là bà có thể tiên đoán được những sự việc xảy ra trước thiên hạ. Của đồn lũy Hố Chuối thì trước đây là một cái đồn lũy mà thực dân Pháp bất khả xâm phạm, đã tấn công vào đây 4 lần nhưng mà đều thất bại dưới sự chỉ huy của người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Và trong đồn lũy Hố Chuối này thì thực dân Pháp ví là đồn lũy của thần chết, vì chúng chỉ có thể tìm thấy đường tấn công mà không thể tìm thấy đường rút lui ạ. Và thời kỳ hòa hoãn này, trong vòng 11 năm thời kỳ đó thì Hoàng Hoa Thám đã mở rộng rất là nhiều căn cứ, và căn cứ ông cho xây dựng rất là kiên cố, và đặc biệt đó là đồn lũy Phồn Xương. Trong đồn Phồn Xương này có miếu thờ vợ ba của Hoàng Hoa Thám. Cụ thể chi tiết như thế nào, mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta tìm hiểu nhé. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, địa danh Yên Thế gắn liền với cuộc khởi nghĩa nông dân chống thực dân Pháp xâm lược do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo kéo dài gần 30 năm. Một trong những cuộc khởi nghĩa bền bỉ nhất, oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Đã hơn một thế kỷ qua, trên mảnh đất này vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích, di tích quý báu của cuộc khởi nghĩa. Đó không chỉ là những chứng cứ và tài sản vô giá của lịch sử, mà còn là địa chỉ đỏ cho tham quan du lịch lịch sử hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Để đánh giá đúng tầm vóc lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, vào ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đối với những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế. Đó là 23 địa điểm di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt nằm trên địa bàn 4 huyện Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên và Yên Dũng. Trong đó, huyện Yên Thế có 9 địa điểm gồm đồn Phồn Xương, đền Thề, đồn Hố Chuối, chùa Lèo, đồn Hòm, đình Dĩnh Thép, đền Cầu Khoai, chùa Thông, động Thiên Thai. Trong video này, Duy mời quý vị cùng khám phá trung tâm của khởi nghĩa Yên Thế nằm trên địa bàn thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, cách thành phố Bắc Giang khoảng 30 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 75 km. Ba di tích lột tả được khí thế và lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Địa danh cụ thể đó là nhà trưng bày khởi nghĩa Yên Thế, đồn Phồn Xương và đền Thề, nằm ở trung tâm thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Kính thưa các anh, các chị, chúng ta đang tham quan tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám
Và đây là nhà trưng bày của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Đây là hình ảnh mà của ngôi đình Hà Tân Trung, Tân Yên, ở nơi mà đè nắm làm lễ tế cờ phát động cuộc khởi nghĩa Yên Thế vào ngày 16 tháng 3 năm 1884. Nói như vậy thì chúng ta biết được rằng là cuộc khởi nghĩa Yên Thế được khởi phát do người anh hùng Lương Văn Nắm, do đè nắm phất cờ khởi nghĩa vào ngày chiều ngày 16 tháng 3 năm 1884. Và đè nắm đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế tới năm 1892. Thì khi đó ông đã bị người em rể của mình là đè sạt sát hại. Và lúc đó thì Hoàng Hoa Thám là một vị tướng giỏi của nghĩa quân Yên Thế. Ông đã cùng đè nắm tham gia rất là nhiều trận đánh. Và trước cái lúc nguy khốn mà tưởng chừng phong trào cuộc khởi nghĩa Yên Thế bị dập tắt như vậy, thì Hoàng Hoa Thám đã đứng ra quy tụ lại nghĩa quân. Và ông đã làm lễ tế cờ tại đình Đông Bích Sơn, Việt Yên để làm lễ tế cờ và quy tụ lại nghĩa quân, phát động lại phong trào cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Và thời kỳ Hoàng Hoa Thám lãnh đạo thì đã giành được rất là nhiều thắng lợi, mà tiêu biểu thì đã buộc thực dân Pháp phải hai lần ký hòa hoãn tại nơi đây. Cuộc hòa hoãn lần thứ nhất vào năm 1893 tới năm 1897. Thì cuộc hòa hoãn này trong hiệp ước đình chiến là 3 năm, nhưng sau một năm đó thì thực dân Pháp đã bội ước lại và đã tấn công lại cuộc khởi nghĩa Yên Thế, căn cứ Yên Thế. Và trước sự tấn công của thực dân Pháp như vậy, và trước cái tình hình rất là cam co của cuộc khởi nghĩa Yên Thế như vậy, thì Hoàng Hoa Thám đã viết một bức thư gửi cho quan quân người Pháp. Ông viết rằng: "Chúng tôi gắn bó với phong tục của đất nước chúng tôi không bao giờ từ bỏ phong tục ấy, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng." Và ông đã cùng nghĩa quân của mình bất khuất để tiếp tục lãnh đạo nhân dân Yên Thế để chống lại thực dân Pháp lúc bây giờ. Và thấy chưa thể dập tắt được cuộc khởi nghĩa Yên Thế, thì đến năm 1897, thực dân Pháp có yêu cầu ông giảng hòa lần thứ hai. Thời kỳ hòa hoãn lần thứ hai từ năm 1897 đến năm 1909. Và thời kỳ hòa hoãn này, trong vòng 11 năm thời kỳ đó, thì Hoàng Hoa Thám đã mở rộng rất là nhiều căn cứ, và căn cứ ông cho xây dựng rất là kiên cố, và đặc biệt đó là đồn lũy Phồn Xương. Thực dân Pháp đã tấn công lên đây rất là nhiều lần thì đều bị thất bại. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở đồn Phồn Xương. Đây được xem như là một đại bản doanh của nghĩa quân. Mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta vào khám phá đồn Phồn Xương. Đây cũng được xem như là một trong những địa danh mà các nghĩa quân Yên Thế đồn trú lâu nhất. Chính tại nơi đây là nơi mà Hoàng Hoa Thám đã đưa ra những cái chỉ dụ, cũng như là đưa ra những quyết sách rất là quan trọng cho nghĩa quân hoạt động. Đồn Phồn Xương còn có tên gọi là đồn Gổ, đồn Cụ, thuộc thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Di tích cách thành phố Bắc Giang khoảng 27 km về phía Bắc. Đồn Phồn Xương, một trong những điểm di tích quan trọng, được coi là thủ phủ, đại bản doanh của nghĩa quân Yên Thế. Nơi đây, Hoàng Hoa Thám và bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa ở lâu nhất, chỉ đạo đường lối chiến lược, chiến thuật, tổ chức sản xuất, chiến đấu cho đến năm 1909. Đồn Phồn Xương được xây dựng vào khoảng những năm 1894-1895, có bình đồ kiến trúc hình chữ nhật nằm dọc theo hướng Bắc Nam, bao gồm hai vòng thành, thành ngoại, thành nội, với tổng diện tích khoảng 3.200 m². Trải qua thời gian và chiến tranh tàn phá, đồn Phồn Xương được trùng tu, tôn tạo vào các năm 1982, 1994 và năm 2014. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế, đồn Phồn Xương là địa điểm ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, là nơi diễn ra lễ ký kết hòa hoãn lần thứ nhất năm 1894 tới năm 1897 giữa nghĩa quân Yên Thế và thực dân Pháp, nơi lui tới bàn kế sách đánh giặc của nhiều nhà chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lê Văn Huồn, Nguyễn Đình Kiên, Kỳ Đông, Nguyễn Văn Cẩm. Tại đây, nghĩa quân đã chiến đấu dũng cảm chống lại cuộc tiến công quy mô lớn của thực dân Pháp do Đại tá Vát Tay chỉ huy ngày 30 tháng 1 năm 1909. Sau hai lần đến hội kiến với Hoàng Hoa Thám tại đồn Phồn Xương giai đoạn năm 1905-1906, khi về, Phan Bội Châu đã viết cảm nhận: "Tôi hai lần tới đồn, xem khắp xung quanh thấy trâu cày từng đội, chim rừng quyện người, trẻ em, đàn bà nhởn nhơ, tiếng trời rậm rịch, có cái vẻ vui của những ngày đình đám, hội hè mà không hề có tiếng thở than về chính quyền bạo ngược." Đồn Phồn Xương là một trong 23 di tích và cụm di tích thuộc di tích lịch sử những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào năm 2012. Đây là hình ảnh khi mà
Hoàng Hoa Thám đứng lên làm lễ tế cờ tại đỉnh Đông Bích Sơn, Việt Yên để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế, thì thực dân Pháp đã chụp lại hình ảnh này của người anh hùng Hoàng Hoa Thám lại vào thời kỳ đó. Và đây là hình ảnh bà Ba Cẩn, vợ ba của Hoàng Hoa Thám. Khi thời kỳ hòa hoãn lần thứ 2 diễn ra trong vòng 11 năm, thì thời kỳ hòa hoãn lần thứ 2 này, Hoàng Hoa Thám đã mở rộng căn cứ ra vùng Yên Thế rất là rộng và lực lượng nghĩa quân được tăng cường rất là nhiều. Và thời kỳ hòa hoãn này thì có rất là nhiều nhà sĩ phu đã lên đây bàn việc nước cùng với Hoàng Hoa Thám. Thì trong đó có cụ Phan Chu Trinh và cụ Phan Bội Châu. Và cụ Phan Bội Châu đã hai lần lên mảnh đất Phồn Xương để bàn việc nước cùng với Hoàng Hoa Thám. Thì lần thứ hai thì cụ ở đây trong vòng 10 ngày. Thì trong 10 ngày sống trong cảnh thanh bình của mảnh đất Phồn Xương Yên Thế, thì cụ Phan Bội Châu đã phải thốt lên rằng: "Tôi đã hai lần lên Phồn Xương, xem khắp xung quanh dân, trâu cày từng đội, chim rừng quyện người, đàn bà trẻ em nhẫn nhơ, tiếng chày rộng dịch, có cái vẻ vui của những ngày đình đám hội hè mà không hề có tiếng than thở của chính quyền bạo ngược và mãnh hổ hại người. Để tạo dựng được một cái thế giới độc lập riêng biệt như vậy thực là một nỗ lực riêng của tướng quân." Để nói lên là mảnh đất Yên Thế vào thời kỳ bấy giờ dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám là một mảnh đất rất là yên bình, mà người dân ở đó sống trong cuộc sống rất là vui vẻ và đầm ấm dưới sự tài thao lược quân sự của ông, dưới sự lãnh đạo của người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Thì người dân ở vùng Yên Thế bấy giờ được coi là mảnh đất yên bình để lánh nạn. Hầu như là những người ở xa lên mảnh đất Yên Thế lánh nạn, cảm thấy được cái cuộc sống ở đây yên bình, thì đều theo tướng Hoàng Hoa Thám để tham gia vào cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Và đây là hình ảnh mà tại Bến Nhãn, mà khi mà ký hòa ước với quan quân người Pháp thì có mời Hoàng Hoa Thám vào đó để dự tiệc chiêu đãi, nhưng mà ông chỉ ra ông ký cái biên bản hòa ước thôi, nhưng mà ông cũng không tham gia tiệc chiêu đãi đó. Thì thời kỳ hòa hoãn này, mặc dù là Hoàng Hoa Thám có hòa hoãn với thực dân Pháp như vậy, nhưng ông cùng với người vợ thứ ba của mình, đó là bà Đặng Thị Nho, vẫn tổ chức những cuộc tấn công kết nối với một số tổ chức đảng ở Hà Nội, đặc biệt là Đảng Nghĩa Hưng, và đã tổ chức vụ Hà Thành đầu độc vào ngày 27 tháng 8 năm 1908. Thì tại vụ Hà Thành đầu độc này thì nghĩa quân Yên Thế đã trà trộn vào một cái khách sạn mà nơi mà thực dân Pháp ăn nghỉ tại đó. Đây là hình ảnh người đầu bếp, sĩ quan người Việt tên là Doi, trong vụ âm mưu đầu độc của lính Pháp. Thì ông đã trà trộn vào đó và ông bỏ cái thuốc độc vào thức ăn của thực dân Pháp tại cái khách sạn nơi mà thực dân Pháp ăn nghỉ tại đó. Thì do là cái lượng thuốc độc cho vào thức ăn nó hơi ít mà không làm chúng chết. Và khi mà chúng bị thương như vậy và chúng vẫn có thể liên lạc với nhau, và chúng phát hiện ra đây là âm mưu muốn giải phóng thành Hà Nội của Hoàng Hoa Thám. Và sau này thì chúng phát hiện như vậy thì chúng đã quay lại đàn áp cuộc khởi nghĩa rất là dã man. Và người mà cho thuốc độc vào thức ăn của thực dân Pháp, đó là Dolly này, thì khi mà thực dân bắt được thì chúng đã cho đầu của ông vào giỏ tre để chặt, và sau đó treo khắp phố để thị uy tinh thần của nghĩa quân Yên Thế. Và đây là các phạm nhân trong vụ Hà Thành đầu độc vào ngày tháng 7 năm 1908 thì đã bị thực dân Pháp bắt và gông cùm ở tại nhà lao. Và đây là hình ảnh mà năm nữ đảng viên tiêu biểu của Đảng Nghĩa Hưng khi tổ chức cái vụ Hà Thành đầu độc kết nối với lại bà Ba Cẩn đấy ạ. Còn đây là một vị tướng giỏi của nghĩa quân Yên Thế, ông tên là Cai Chi. Khi mà tham gia vụ Hà Thành đầu độc thì thực dân Pháp đã bắt được ông, và thực dân Pháp đã tra tấn bắt ông khai ra những người tham gia vào vụ Hà Thành đầu độc như vậy. Nhưng mà với cái sự kiên định, với tình yêu quê hương đất nước, và ông đã trung thành với Hoàng Hoa Thám cho đến lúc chết bằng cách là ông tuyệt thực ạ. Và năm 1909, khi mà thực dân Pháp mà phát hiện cái vụ đầu độc Hoàng Hoa Thám muốn giải phóng thành Hà Nội, và chúng đã quay lại đàn áp cuộc khởi nghĩa rất là dã man, và thực dân Pháp và triều đình nhà Nguyễn đã đưa cả máy chém lên mảnh đất Yên Thế này. Và khi mà bắt được bất cứ một tướng nào của nghĩa quân Yên Thế hay là tướng mà lính của nghĩa quân Yên Thế thì chúng đều cho vào máy chém, chúng chặt và cho vào giỏ tre để chúng treo lên để thị uy tinh thần của nghĩa quân. Đây là hình ảnh mà thủ cấp nghĩa quân Yên Thế bị thực dân Pháp chặt. Chúng đàn áp cuộc khởi nghĩa rất là dã man, chúng chặt đầu trước cái sự chứng kiến của người thân hoặc chứng kiến của toàn thể người dân Yên Thế.
đây ạ, những người lính anh, những người tám nghĩa quân Yên Thế đã bị hy sinh ở chùa Liễu Đê, Yên Dũng vào năm 1908 khi đang hoạt động. Và đây là ba biều là một tự vị tướng giỏi của nghĩa quân Yên Thế. Khi mà thực dân Pháp bắt được vào cái năm 1909 đó thì chúng đã đưa ra giữa làng để hành hình, tức là chúng moi gan mổ bụng trước toàn thể dân chúng để thị uy tinh thần của nghĩa quân ạ. Còn đây là hình ảnh những người giúp việc của Bút Xuê. Bút Xuê là một đại tá của thực dân Pháp được cử sang đây để lãnh đạo chống lại Hoàng Hoa Thám đấy ạ. Còn đây là hình ảnh mà một người lính bị thương trong cuộc chiến vào năm 1909. Thì chính vì là ông bị thương như vậy thì ông đã được thực dân Pháp cho lui về phía sau làm hậu phương. Làm hậu phương như vậy thì sau này ông vẫn sống và ông có lấy vợ và sinh con. Thì ông có dặn, có ghi lại di út cho người cháu nội của ông là sau này mà lớn lên thì hãy sang Việt Nam để thăm lại chiến trường xưa của ông, nơi mà ông đã bị nghĩa quân Yên Thế làm trọng thương, và sau đó thì ông được rút lui về phía sau. Thế thì ông mới được sống, cháu nội của ông có sang đây thăm lại nhà trưng bày này. Và khi mà thăm đến bức hình này thì ông đã nhận ra được người ông nội của mình, và ông đã khóc rất là nhiều, và ông cũng cảm ơn rằng vì sự nhân văn của nghĩa quân Yên Thế, tức là chỉ làm cho ông bị thương thôi và không bắn ông chết, thì bây giờ mới có người cháu nội này. Và ông đã tìm hiểu lại cuộc khởi nghĩa Yên Thế, và ông đã viết rất là nhiều về cuộc khởi nghĩa Yên Thế này. Và đến năm 1910 thì thực dân Pháp đã mở một cuộc tấn công ở đây trên quy mô rất là lớn. Thì chúng đã huy động vào đây 15.000 quân chính quy, 400.000 lính thắng cùng với vũ khí đạn dược vô cùng hiện đại, ồ ạt tấn công lên mảnh đất Yên Thế này. Đoán trước được thực dân Pháp sẽ tổ chức một cuộc tấn công lên đây trên quy mô lớn, thì bà Ba Cẩn và Hoàng Hoa Thám đã chỉ huy nghĩa quân rút về vùng Tam Đảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, thì bước đầu để bảo toàn được lực lượng. Sau đó do tương quan lực lượng quá lớn, và do vào những năm đó những người tướng giỏi thì đều bị thực dân Pháp bắt, và sau đó thì chúng đem ra giữa làng để chặt đầu, để thị uy tinh thần của người dân cũng như là người thân của những người tướng lĩnh Yên Thế. Vì vậy cuộc khởi nghĩa Yên Thế bắt đầu bị suy yếu, và đến năm 1910 Hoàng Hoa Thám trong một trận đánh rất là ác liệt với lại thực dân Pháp, vợ ba của ông đó là bà Cả Tảo và người con gái cả của ông đó là bà Hoàng Thị Thế đã bị thực dân Pháp bắt vào năm 1910, cùng với 78 nghĩa quân của nghĩa quân Yên Thế đã bị bắt, sau đó ra mở nhà tù Hỏa Lò một thời gian, và sau đó bị án đầy sang Guam, Nam Phi, thì đến cửa biển Anzile thì để giữ khí tiết thanh cao của mình đối với quê hương, đối với tổ quốc, thì bà Ba Cẩn đã nhảy xuống cửa biển tự vẫn và để lại người con gái bé bỏng đó là bà Hoàng Thị Thế này. Bà Hoàng Thị Thế may mắn được một người sĩ quan Pháp mang về nuôi, và sau này thì ông được nhà cầm quyền Đông Dương nhận làm con nuôi và tài trợ cho bà suốt thời kỳ bà ăn học ở bên nước Pháp. Thì đến năm 1910, vì cơ bản cuộc khởi nghĩa Yên Thế đã bị thất bại, và Hoàng Hoa Thám và một số ít nghĩa quân thì vẫn tổ chức những trận đánh trả, những trận đánh du kích ở trong rừng, và kéo dài đến năm 1913 thì kết thúc. Mặc dù cuộc khởi nghĩa Yên Thế kết thúc vào năm 1913, nhưng đến nay thì cũng chưa có một cái tài liệu nào để nói về cái chết của Hoàng Hoa Thám cũng như là ngôi mộ của ông ở đâu. Như sử sách viết là chết vào ngày 10 tháng 2 năm 1913 năm Quý Sửu, để đánh dấu sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Nhưng mà bây giờ thì cũng chưa có một tài liệu nào để nói về cái chết của ông, ông chết như nào và cái chết của ông ra sao. Thì chỉ có thể đưa ra ba giả thuyết rằng, giả thuyết thứ nhất là nhà cầm quyền Pháp đã xử tử ông vào ngày 10 tháng 2 năm 1913 năm Quý Sửu để đánh dấu sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Thì nhà cầm quyền Pháp đã chặt đầu ông và đem đầu ông treo ở khu chợ Nhã Nam cách đây khoảng 5 km. Khi mà thực dân Pháp có thông báo là thực dân Pháp đã chặt được đầu của Hoàng Hoa Thám, thì nghĩa quân Yên Thế có những người vẫn còn sống sót, và vợ cả của Hoàng Hoa Thám cùng với một người giúp việc bên cạnh của Hoàng Hoa Thám thì có ra để kiểm chứng. Thì mọi người về nói rằng đó không phải là thủ cấp của Hoàng Hoa Thám, và thủ cấp này giống với thủ cấp của một vị sư ở chùa Lèo,
Chùa Lèo cách đây khoảng 3 km, thì cũng bị chết khoảng thời gian đó. Có thể thực dân Pháp đã chặt đầu vị sư ở Chùa Lèo để giả là thủ cấp của Hoàng Hoa Thám, để đánh dấu sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Vì mọi người nói rằng nếu mà thủ cấp của Hoàng Hoa Thám thì từ trán lên đỉnh đầu sẽ có một đường gù, và trước mặt có một bộ râu ba chỏm. Và đây là thủ cấp giống với một vị sư ở Chùa Lèo cũng bị mất tích vào khoảng thời gian đó. Về giả thuyết thứ hai thì cho rằng Hoàng Hoa Thám và Nghĩa Quân Yên Thế, trong những trận đánh cuối cùng thì Hoàng Hoa Thám có rút lui vào núi rừng, và người dân Yên Thế biết được điều đó thì hàng ngày vẫn đem cơm và thức ăn đến cho ông và Nghĩa Quân. Sau đó thì đón ông về làng Trũng, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, và nuôi ông ở trên một chiếc thuyền thúng để tránh sự phát hiện của thực dân Pháp. Thì nuôi ông trên một chiếc thuyền thúng treo ở trên mái nhà đấy, thì được khoảng 5 năm thì ông mất. Và giả thuyết thứ ba thì cho rằng trong một trận đánh cuối cùng của thực dân Pháp và Nghĩa Quân Yên Thế tại núi rừng Ngàn Ván, Tân Yên, cách đây khoảng 5 km, thì thực dân Pháp đã chặt toàn bộ cây rừng và cho đổ dầu để tẩm xăng đốt để hòng bắt được Hoàng Hoa Thám. Thì khi lửa đang cháy ngùn ngụt thì đột nhiên có một trận mưa rào dập tắt toàn bộ ngọn lửa đó, và thực dân Pháp đã cho quân lính lùng sục khắp mọi nơi nhưng cũng không tìm thấy Hoàng Hoa Thám ở đâu ạ. Vâng, bà Ba Cẩn và Hoàng Hoa Thám có sinh được hai người con. Người con gái cả đó là bà Hoàng Thị Thế, được sinh vào năm 1901. Thì đến năm 1910, khi bà cùng với mẹ của mình bị bắt, thì bà được chừng khoảng 10 tuổi. Thì khi bị đẩy sang Guam, Nam Phi, thì đến cửa biển Anzile để giữ khí tiết thanh cao đối với người chồng, đối với Tổ quốc, thì bà Ba Cẩn đã nhảy xuống cửa biển tự vẫn và để lại người con gái là Hoàng Thị Thế. Bà Thế đã may mắn được một người sĩ quan Pháp mang về nuôi, và sau này thì bà đã được nhà cầm quyền Đông Dương, đó là ông Albertơ, nhận làm con nuôi và tài trợ cho bà suốt thời kỳ bà ăn học lại bên nước Pháp. Và cái thời kỳ ông Albertơ nhận bà làm con nuôi đã gây một dư luận rất là xôn xao tại bên nước Pháp, vì thực dân Pháp lại nhận người con gái của kẻ thù làm con nuôi, mà lại chính phủ Pháp lại tài trợ cho bà suốt thời kỳ bà ăn học ở bên đó. Theo sử sách ghi lại thì ông Albertơ ông có nói rằng Hoàng Hoa Thám là một người, mặc dù ông là kẻ thù mà thực dân Pháp phải chống trả suốt 30 năm trời, nhưng ông là một nhà văn hóa, ông lại là một nhà người vô cùng nhân văn, vì hầu hết các trận đánh của Hoàng Hoa Thám, ông không bao giờ làm quân lính thực dân Pháp chết mà ông chỉ làm bị thương. Mà hầu hết các trận đánh mà có mặt của Hoàng Hoa Thám thì quân của Pháp đều nhận ra và tự động rút lui. Vì nếu mà ông có phải bắn thì ông chỉ bắn vào cánh tay trái của quân lính Pháp, và khi mà phát hiện trận đó có Hoàng Hoa Thám tham gia thì lính Pháp tự động rút lui. Và rất là nhiều đại tá tướng của thực dân Pháp cũng có nhận định rằng Hoàng Hoa Thám là một thiên tài về quân sự, và hầu hết các căn cứ của ông xây dựng ông đều không cho phát quang căn cứ và sẽ là những bụi rậm, và hầu hết thực dân Pháp khi mà đến đó thì mới phát hiện đó là căn cứ của Hoàng Hoa Thám xây dựng. Bà Thế được ăn học ở bên nước Pháp, và sau này thì bà trở thành nữ diễn viên điện ảnh đầu tiên của Việt Nam tại bên nước Pháp. Bà tham gia đóng rất là nhiều bộ phim mà nổi tiếng như bộ phim Công chúa Trung Hoa và Jupiter. Sau này thì trong những cuốn sách mà em được đọc thì sau này thì bà Hoàng Thị Thế thì có gặp Nguyễn Ái Quốc tại bên Pháp đấy. Và sau này bà trở về nước thì bà cũng có cuốn là hồi ký của bà Hoàng Thị Thế đấy ạ. Thì bà cũng có nói về là cái cuộc gặp gỡ rất là tình cờ. Tức là khi đó thì tại một cái bảo tàng, tại một cuộc triển lãm thì có gặp bà Hoàng Thị Thế tại đó. Thì sau này thì bà Thế có kể lại là thấy hình ảnh của một người con trai rất là quen thuộc. Rồi sau này thì bà Hoàng Thị Thế thì có lấy chồng và sinh được hai người con trai tại bên nước Pháp. Và đến năm 1963 thì bà có trở về nước. Dưới sự bảo trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì bà sống ở số nhà 31 khu tập thể Văn Chương, Hà Nội. Và đến năm 1984 thì kỷ niệm 100 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế, cũng là lần đầu tiên Yên Thế mở hội, thì bà Hoàng Thị Thế có trở lại thăm lại chiến trường xưa của cha mình tại vùng đất Yên Thế này. Thì khi thăm lại chiến trường của cha mình, trong sự bồi hồi xúc động thì bà cũng có nói nguyện vọng với nhân dân và chính quyền địa phương rằng khi tôi mà mất đi thì hãy để tôi nằm lại mảnh đất Yên Thế, nơi mà cả gia tộc họ Hoàng của tôi đã hy sinh để giành lấy. Và thể theo nguyện vọng của bà thì tháng 12 năm 1988 thì bà Hoàng Thị Thế mất, và thi hài của bà đã được đem thẳng từ Hà Nội về đây và chôn cất ở khu di tích này. Và đây cũng là ngôi mộ duy nhất của người thân Hoàng Hoa Thám có trên khu di tích này. Cạnh ngôi mộ đấy thì bây giờ đang xây
một cái ngôi đền để thờ riêng Hoàng Hoa Thám. Cái ngôi đền đấy thì dự định là sẽ xong trong năm nay. Thì tượng của cụ Hoàng Hoa Thám như vừa nãy anh vào ở trong ngôi đền thờ đấy thì đang thờ chung với tượng Phật, tức là ăn nhờ cửa Phật đấy. Thì khi mà cuộc khởi nghĩa kết thúc thì người dân đã đưa tượng của cụ vào đây thờ chung với tượng Phật, và cụ chưa có một ngôi đền thờ riêng. Tức là dưới sự huy động Mặt trận Tổ quốc xã hội hóa thì ngôi đền của cụ đang được xây dựng. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đứng ở phần mộ của bà Hoàng Thị Thế. Đây là con gái của cụ Hoàng Hoa Thám, và đây là phần mộ của bà. Bà sinh năm 1901 và mất mùng 9 tháng 12 năm 1988. Và theo nguyện vọng của bà, gia đình cũng như là chính quyền đã đưa bà lên khu vực Yên Thế để yên nghỉ. Phần mộ của bà sẽ nhìn hướng ra phía đồn Phồn Xương, và bên phía này đó là gian nhà trưng bày cũng như là tượng đài của Hoàng Hoa Thám, và ngay bên phía tay trái phía này đó là ngôi đền thờ của Hoàng Hoa Thám đang được xây dựng, và Duy nghĩ rằng nó đã xong được khoảng tầm 70% rồi. Duy thấy cũng khá là lớn đúng không ạ? Có phần phía trước là tiền tế, phía sau là hậu cung, được làm 3 mái. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Kính thưa anh, mặc dù Hoàng Hoa Thám gắn trọn với mảnh đất Yên Thế, nhưng mà ông lại là người sinh ra tại làng Dịnh Chế, xã Minh Khai, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, như anh đã đi thăm quan rồi đấy ạ. Và ông sinh ra trong một gia đình thượng võ. Cha và mẹ của ông đều tham gia phong trào của Nguyễn Văn Nhàn ở Sơn Tây. Cha của ông tên là Trương Văn Thận và mẹ của ông tên là Lương Thị Minh. Và cả cha và mẹ của ông đều tham gia phong trào của Nguyễn Văn Nhàn ở Sơn Tây để chống lại triều đình nhà Nguyễn. Vì vậy thì đã bị sát hại. Khi đó thì Hoàng Hoa Thám được 3 tuổi thôi, và ông đã được người chú của mình cõng lên làng Trũng, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên và nuôi ông. Và khi đó ông có tên là Trương Văn Nghĩa, và ông đã được chú của mình đổi tên là Hoàng Hoa Thám. Và sau đó thì cái tên đó đã theo ông suốt cả cuộc đời này. Và trong 30 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế thì ông có đến 4 người vợ và 3 người con. Thì người vợ cả của ông thì có sinh cho một người con trai tên là Cả Trọng. Và lớn lên thì Cả Trọng là một vị tướng giỏi, vô cùng giỏi của nghĩa quân Yên Thế. Và ông đã cùng cha của mình tham gia rất là nhiều trận đánh. Và trong một trận đánh ác liệt tại vùng Tam Đảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc vào năm 1908 thì ông đã bị tử thương. Và Hoàng Hoa Thám là một vị tướng giỏi, cùng với cha của mình tham gia rất là nhiều trận đánh. Ông thất ẩn thoát hiện, và thực dân Pháp thì hầu như không chụp được bức hình nào của Cả Trọng. Và trên nhà trưng bày này là những tư liệu, này là những tư liệu mà thực dân Pháp trước đây chụp lại và sau này xây dựng lên nhà trưng bày thì xin lại để làm tư liệu. Chứ vào thời kỳ đó thì mình cũng chưa có máy ảnh để lưu lại. Và người vợ thứ hai của Hoàng Hoa Thám thì khi bà đang mang bầu thì trong một trận thực dân Pháp đánh úp thì bà đã bị tử thương cùng với đứa con trong bụng. Và người vợ thứ ba của Hoàng Hoa Thám thì bà tên là Đặng Thị Nho, hay nghĩa quân Yên Thế vẫn gọi là bà Ba Cẩn. Thì bà Đặng Thị Nho là một người con gái sinh ra tại làng Vân, bên kia con sông Cầu. Thì theo sử sách ghi lại thì bà được sinh trưởng trong một gia đình, cha của mình làm thầy đồ, thầy mo. Và thời kỳ bấy giờ thì bà đã được học chữ và được cha của mình truyền dạy cho kiếm pháp. Và bà thông thuộc thần môn luận sát và phép tính trong Thái Ất Thần Kinh. Và phép tính này chỉ có Trạng Trình Nguyễn Bỉ Khiêm ở Việt Nam thì lĩnh hội được. Thì bà có một cái sự rất là giỏi, tức là bà có thể tiên đoán được những sự việc xảy ra trước thiên hạ. Và trước mỗi trận đánh của nghĩa quân Yên Thế thì hầu hết bà cùng với người chồng của mình là Hoàng Hoa Thám đều cho nghĩa quân ra ngôi đền mà anh vừa tham quan đấy, ngôi đền thề đấy, để uống rượu, cắt máu, ăn thề đấy, để thề với nhau rằng đã ra trận là phải chiến thắng kẻ thù. Và mỗi khi thắng trận trở về thì Hoàng Hoa Thám lại tổ chức khao quân linh đình tại ngôi đền đó. Bà Đặng Thị Nho được sinh trưởng trong một gia đình như vậy, và bà giỏi giang như vậy, thì vào năm 17 tuổi thì bà được một tên lý trưởng ở trong vùng muốn kết duyên làm vợ.
Và để trốn tránh điều này thì bà đã lên mảnh đất Yên Thế để khai hoang. Và tại đây thì bà đã gặp Hoàng Hoa Thám và hai người tâm đầu ý hợp thì đã trở thành vợ chồng. Và khi trở thành vợ của Hoàng Hoa Thám, mặc dù là vợ ba thôi nhưng lại trở thành người mà Hoàng Hoa Thám tin tưởng và giao rất là nhiều trọng trách. Bà rất là giỏi giang, bà được cả nghĩa quân tin tưởng và phong bà như là một nữ tướng. Cuộc tình của Hoàng Hoa Thám với lại bà Ba Cẩn như người dân Yên Thế vẫn tương truyền như là một thiên tình sử ca rất là đẹp. Khi bà trở thành vợ ba của Hoàng Hoa Thám, bà cũng trở thành cánh tay phải đắc lực của ông để giúp ông trong cuộc kháng Pháp suốt 30 năm trời. Mà người dân Yên Thế vẫn ca tụng câu ca rằng 30 năm giữ núi rừng, xanh ông đẻ Thám vang lừng trời Nam. Và cuộc khởi nghĩa Yên Thế kéo dài suốt 30 năm này cũng là một công rất là lớn của người phụ nữ tên là bà Ba Cẩn này. Và người con thứ hai của bà Ba Cẩn với lại Hoàng Hoa Thám đó là ông Hoàng Văn Vi đấy ạ. Thưa anh, thì ông Hoàng Văn Vi được sinh vào năm 1908. Khi cuộc khởi nghĩa Yên Thế kết thúc vào năm 1913 thì ông Hoàng Văn Vi được chừng khoảng là 5 tuổi. Và khi đó thì thực dân Pháp biết rằng người nối dõi duy nhất của Hoàng Hoa Thám còn sống đó là ông Hoàng Văn Vi. Khi đó thì ông sinh vào năm 1908 thì Hoàng Hoa Thám đặt tên là Hoàng Hoa Phồn, tức là đánh dấu là cái đồn lũy Phồn Xương, tức là ông cho xây dựng đồn lũy Phồn Xương với tâm niệm là cái đồn lũy bất khả xâm phạm. Thì ông đặt tên là Hoàng Hoa Phồn, nhưng sau này thì để trốn tránh sự truy lùng của thực dân Pháp thì đã cải tên là Hoàng Văn Vi. Và ông Vi sau khi mà cuộc khởi nghĩa kết thúc vào năm 1913 thì ông Hoàng Văn Vi đã được thực dân Pháp cho sang bên Pháp để ăn học ở bên đó. Thì sau này thì ông trở về nước và ông lấy vợ, sinh được hai người con gái. Đây là hai người con gái của ông Hoàng Văn Vi, đó là bà Hoàng Thị Hải và bà Hoàng Thị Điệp, cùng với lại con cháu của cả Trọng đang sinh sống ở Hà Nội. Thì ông Hoàng Văn Vi mất rất là sớm, ông mất năm khoảng chừng 35 tuổi. Khi đó vào chừng năm 1945 thôi ạ, thì ông mất. Và hiện tại thì bà Hoàng Thị Hải đã mất rồi ạ, chỉ còn bà Hoàng Thị Điệp ạ đang cùng sinh sống với con cháu cả Trọng ở ngoài Hà Nội, bà ngoài 90 tuổi rồi ạ. Và hàng năm thì lễ hội Yên Thế được tổ chức vào ngày 15-16 tháng 3 dương lịch. Thì gia đình bà Hoàng Thị Điệp cùng với con cháu cả Trọng lên đây để làm lễ dâng hương tưởng nhớ đến người ông cũng như về các nghĩa sĩ của nghĩa quân Yên Thế ạ. Và thưa anh, thì đây là hình ảnh mà cháu nội của bà Hoàng Thị Thế có về đây để thăm lại ngôi mộ của bà mình. Vào năm 2002 thì ngôi mộ này vẫn rất là thô sơ mà chưa được tôn tạo như bây giờ ạ. Và đây là bức tượng Hoàng Hoa Thám. Thì bức tượng này được đặt vào năm 1984, lần đầu tiên kỷ niệm 100 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Thì bức tượng này được đặt bằng lõi cốt thép bê tông. Và đến năm 2013 thì bức tượng này mới được thay thế sang chất liệu đồng đỏ nguyên khối. Thì khi thay sang chất liệu đồng đỏ nguyên khối thì số tiền đó cũng được xã hội hóa. Bức tượng này cao khoảng 5,07m và nặng 7 tấn đồng đỏ nguyên khối và trị giá hơn 4 tỷ đồng ạ. Thưa anh, đây là hình ảnh ông Hoàng Văn Vi ạ. Và bà Hoàng Thị Hải, con gái ông Hoàng Văn Vi đây ạ, cùng với con cháu đời Thám ở tại Pháp vào năm 1909 ạ. Và người vợ thứ tư của Hoàng Hoa Thám đó là em ruột của người con nuôi cả Dinh. Sử sách cũng không lưu truyền nhiều về bà, chỉ biết rằng ông có 4 người vợ và 3 người con. Còn đây là cái bức khóc chân tướng quân. Khi mà biết tin là ông Hoàng Hoa Thám mất thì cụ Phan Bội Châu đã viết cái bài thơ Khóc chân tướng quân, ca ngợi về sự hy sinh dũng cảm của người anh hùng Hoàng Hoa Thám á. Còn lát nữa anh đi sang đồn lũy Phồn Xương thì đồn lũy Phồn Xương thì hiện tại thì trong đó có xây dựng một ngôi đền thờ bà Ba Cẩn và ba của Hoàng Hoa Thám ở trong đó. Thì trong đó có bà ban của người con gái Hoàng Thị Thế cũng được cho vào đó để tôn thờ. Và đây là nhà ở đồn Phồn Xương vào những năm 1907-1909 đây. Đây là nhà trong đồn Phồn Xương, thì trước đây là những ngôi nhà lá được lợp bằng tranh dạ. Và đồn lũy Phồn Xương thì hiện tại thì cũng chỉ giữ được lại cái bức tường thành bên trong và các lỗ châu mai được sắp xếp ở các tư thế khác nhau, có thể nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn. Nhưng trước đây thì đồn lũy Phồn Xương được bao bọc bởi hai bức tường thành. Bức tường thành ở ngoài, sau đó đến thông hào. Thông hào thì ở dưới có nước và có cắm trông.
Sau đó thì mới đến bức tường thành thứ hai và hiện tại thì chỉ còn giữ được bức tường thành thứ hai thôi ạ. Đồn lũy Phồn Xương đó thì là nơi mà Hoàng Hoa Thám với lại Nghĩa Quân Yên Thế ở lâu nhất, trong thời gian lâu nhất đó là 9 năm rồi. Và trong thời gian mà Hoàng Hoa Thám và Nghĩa Quân Yên Thế ở đó thì đồn lũy Phồn Xương lúc đó được coi như là một cái ngôi nhà rất là yên bình. Đó là một cái doanh trại, những người mà đến lánh nạn ấy thì núp dưới trướng của người Hoàng Hoa Thám thì được coi như là một cái đại gia đình yên ấm hạnh phúc ở đó. Hiện tại thì ở đó có xây một ngôi đền lên để thờ Ban Thánh Mẫu. Sau đó thì có thờ vợ ba của người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám, đó là bà Đặng Thị Nho. Và đồn lũy Phồn Xương thì được Hoàng Hoa Thám cho xây dựng vào năm 1809 để chấn giữ con đường độc đạo đi lên Yên Thế. Trong đồn lũy Phồn Xương này thì có một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Tức là Hoàng Hoa Thám ngoài 4 người vợ, 3 người con ra thì ông lại có nhận một người cha nuôi tên là Bá Phúc. Và Bá Phúc thì cùng với Hoàng Hoa Thám đã tham gia rất là nhiều trận đánh, nhưng sau này Bá Phúc đã bị thực dân Pháp mua chuộc và đã nhiều lần dùng rất là nhiều thủ đoạn để sát hại Hoàng Hoa Thám. Nhưng mà Hoàng Hoa Thám với sự tinh ý cùng với cái giác quan của ông có thể là như vậy, thì ông đã tránh được rất là nhiều vụ đầu độc của thực dân Pháp cùng với sự ám sát của người cha nuôi này. Thì trong đồn lũy Phồn Xương có một câu chuyện mà người dân Yên Thế vẫn kể lại rằng Hoàng Hoa Thám và cha nuôi của mình thì có một cuộc hẹn hò. Thì Hoàng Hoa Thám, trong khi mà Bá Phúc hẹn Hoàng Hoa Thám là chiều tối nay sẽ đến đồn lũy để uống rượu và đàm đạo việc nước ở đó, thì Hoàng Hoa Thám và Bá Phúc có ăn cơm uống rượu xong. Theo như thói quen thì ăn cơm xong thì Hoàng Hoa Thám sẽ lên giường nằm, và mỗi người nằm một giường. Thì khi mà Hoàng Hoa Thám chùm chăn ngủ thì Bá Phúc cứ tưởng là Hoàng Hoa Thám đã ngủ say rồi. Thì khi vào trong đồn thì ông có cầm theo một cái cháp sách ngày xưa đấy ạ. Khi mà biết là Hoàng Hoa Thám đã ngủ say thì ông có để cái cháp sách đó trong gầm giường. Nhưng thực chất trong cái cháp sách đó là một cái quả mìn cài chế độ tự nổ. Giống như hẹn giờ ngày nay đấy. Và Bá Phúc đã tưởng rằng Hoàng Hoa Thám đã ngủ say rồi, thì để cái cháp sách dưới gầm giường của Hoàng Hoa Thám và nhanh chóng là chạy ra khỏi đồn lũy. Khi ông chạy ra khỏi đồn lũy Phồn Xương thì cái cháp sách đó nổ và cháy toàn bộ ngôi nhà đó lên, cháy toàn bộ ngôi nhà trong đồn lũy Phồn Xương lên. Và ông Hoàng Hoa Thám biết trước âm mưu của người cha của mình như vậy thì ông đã dặn với lại người vợ và các quân lính là cứ để cho cái đồn lũy nó cháy lên mà không được dập. Và Bá Phúc đã tưởng rằng giết được Hoàng Hoa Thám trong vụ cháy đó, thì về báo với thực dân Pháp là đã giết được Hoàng Hoa Thám rồi. Và sáng hôm sau thì thực dân Pháp đã tổ chức một trận đánh trên quy mô rất là lớn lên đây. Thì khi mà Hoàng Hoa Thám nói với vợ con là không được dập tắt ngọn lửa đó đi, ông đã nghĩ ra một mưu kế để đoán trước được tình huống mà thực dân Pháp sẽ tấn công lên đây. Thì ông đã cho tổ chức một đám ma giả, tức là vẫn có quan tài, vẫn có người khiêng, vẫn có tiếng khóc. Và thực dân Pháp khi mà tấn công lên đây thì đã lọt vào ổ phục kích của Nghĩa Quân Yên Thế. Và trận đánh đó thì thực dân Pháp đã bị thua rất là đau. Và Bá Phúc khi mà về báo mới lại thực dân Pháp là Hoàng Hoa Thám đã chết rồi và tổ chức trận đánh lên đây. Khi thực dân Pháp đã bị đánh, bị Hoàng Hoa Thám đánh bật trả như vậy, thì sau đó thì thực dân Pháp cũng giết chết người cha tên là Bá Phúc của Hoàng Hoa Thám. Đồn lũy Phồn Xương thì bây giờ cũng không có gì gọi là đặc biệt anh ạ, nó chỉ là những bức tường thành mới còn giữ lại, tức là phục dựng lại. Những cái lỗ châu mai đấy châu mai là phục dựng lại. Phục dựng lại thì anh bảo từ những năm đến 30 năm rồi làm sao mà giữ được. Có phục dựng lại chứ còn để mà nguyên vẹn như ngày xưa thì không còn nữa. Khi mà du khách về với lại Yên Thế, di tích nó gắn liền với cuộc khởi nghĩa, là đi những đâu ạ, chị có thể chia sẻ? Nếu mà ở đây ý, thì thường ấy du khách thì chỉ đi ở đây thôi, sau đó thì lên bản ven. Thì bởi vì bản ven là cái du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, thì thường thì mọi người chỉ đi đây tham quan đây rồi đi lên thẳng bản ven. Nếu mà để tìm hiểu sâu về cuộc khởi nghĩa Yên Thế thì ở huyện Yên Thế thì có 9 điểm di tích đã được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Thì ở đây thì có ngôi đền Thề,
Nói là đền thờ, gọi là đền nhưng thực chất là ngôi chùa. Và từ khi mà đưa cụ Hoàng Hoa Thám vào đó để mà thờ cúng thì người dân gọi là ngôi đền. Chứ thực chất thì anh nhìn bên ngoài nó là một ngôi chùa giống với tất cả ngôi chùa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ này. Đền thờ là di tích quốc gia đặc biệt và đồn Nguyễn Phục Xương. Sau đó anh đi lên Tam Hiệp cách đây khoảng 3 km thì có đình Dựng Thép cách đây khoảng 5 km. Đền Cô, đền Cầu Khoai đấy ạ. Chùa Lèo cách đây khoảng 3 km. Đền Thông ở bên Đồng Lạc. Rồi ở bên Hồng Kỳ có đình Dĩnh Thép ở Tân Hiệp cách đây khoảng 5 km. Đình Dĩnh Thép tức là hiện tại cái tượng của cụ Hoàng Hoa Thám trước đây bằng cốt thép bê tông đấy ạ, thì được chuyển về ngôi đình Dĩnh Thép. Đình Dĩnh Thép thì bây giờ cũng là một trong những di tích quốc gia đặc biệt của huyện Yên Thế. Thì khi mà đặt cái tượng mới đây thì cái tượng bê tông cốt thép được chuyển về đình Dĩnh Thép. Chùa Thông ở Đồng Lạc. Và cũng gắn liền với những câu chuyện của những trận đánh. Gắn liền với lại cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Tức là những cái địa điểm đó nó không thành một cái quần thể còn gần đây. Nếu mà một đoàn khách mà đi như vậy thì phải đi lại rất là nhiều nơi. Nên là hầu hết là mọi người chỉ tập trung đi ở đây xong rồi lên bản ven thôi ạ. Còn nếu mà như anh mà tham quan đấy thì hầu hết là cái di tích của cuộc khởi nghĩa Yên Thế gắn với đình, với chùa. Nên như bọn em ở đây, đây là di tích quốc gia gắn với lại nơi làm việc đây, thì khách liên hệ thì sẽ có người mở cửa thường xuyên. Còn những đó là những ngôi chùa, mà những ngôi chùa đó thì là sẽ giao cho các cụ ở địa phương để quản lý, mở cửa, đóng cửa đền. Phía trước cái đền thề mới xây là đình. Đình, ngày trước là đã có một ngôi đình đấy rồi anh ạ. Tức là trước khi mà cuộc khởi nghĩa Yên Thế diễn ra đấy thì ở đấy có một di tích là ngôi đình rồi. Và bây giờ phục dựng lại ngôi đình đó. Và ngôi đình đó cũng xây dựng xong rồi. Nhưng mà hiện tại các ban thì tức là chưa sắp xếp và cũng chưa có ban để thờ đấy ạ. Thì mới xây dựng xong năm nay thôi, cũng chưa. Em nghĩ là khi nào mà chờ đền Hoàng Hoa Thám mà xây dựng xong thì sẽ làm cái lễ để cho các ban đi vào hoạt động. Em thấy là ở kia là có cái sơ đồ các cái đồn, những cái đồn đấy nó cũng là gắn liền với lại các di tích mà như chị kể đấy ạ. Dạ không, đồn lại ở chỗ khác. À, đồn lại khác. Đồn lại chỗ khác. À. Vâng, hoạt động như này thì đình chùa đấy là hoạt động ấy là dưới danh nghĩa là đình chùa nhưng mà là hoạt động quân sự ở trong đó. Những cái đồn này lại là cách xa, lại là khác. Ví dụ đồn Nguyễn Hố Chuối thì hiện tại thì nó chỉ là một cái bãi đất trống phẳng phiu này thôi, rất là rộng. Và đồn Lũy Hố Chuối đây, nhưng mà anh có thể nhìn thấy đây là đồn Lũy Hố Chuối mà thực dân Pháp ví là đây là đồn lũy của thần chết. Mà dưới sự chỉ huy của Nghĩa Quân Yên Thế thì rất nhiều tướng tá đã bị hy sinh tại đồn Hố Chuối này. Nhưng mà rất tiếc là hiện tại không giữ được cái căn cứ của đồn Lũy Hố Chuối này. Đây là đồn Lũy Hố Chuối đấy. Thực dân Pháp chỉ có thể tìm thấy đường tấn công thôi. Đồn Lũy Hố Chuối thì được Hoàng Hoa Thám xây dựng trong một cái thung lũng đầy chuối dại. Thì theo sử sách ghi lại thì nhìn từ trên cao không thể thấy, nhìn ngang cũng không thể thấy. Chỉ khi nào mà lọt vào bên trong này thì mới biết đấy là đồn lũy mà của Nghĩa Quân Yên Thế đấy. Và thực dân Pháp đã 4 lần tấn công lên đây cùng với các tướng tá như Gô Đanh, Vô Lăng chỉ huy lên đây, nhưng mà đều thất bại dưới sự chỉ huy của Hoàng Hoa Thám. Và đồn này thì theo sử sách ghi lại thì được đào ở dưới đất đấy ạ. Khi mà thực dân Pháp lọt vào ổ phục kích thì không tài nào lấy được tiếp tế, thì cũng không thể nào lấy được thức ăn, mà cứ ý là người ở bên thông hào bên này với người thông hào bên kia có hất cơm sang cho nhau thì chỉ cần giơ tay hất cơm thì lên thì cũng đã bị Nghĩa Quân Yên Thế bắn rồi ạ. Đồn lũy này gọi là đồn lũy của thần chết vì chúng chỉ tìm thấy đường tấn công mà không thể tìm thấy đường rút lui. Mà rất là tiếc là cái đồn lũy này hiện tại không giữ được một bất cứ một cái hiện vật nào cũng như là hiện trạng. Bây giờ chỉ là một bãi đất trống đấy. Nằm ở vị trí hiện nay là ở đâu ạ? Từ chỗ này anh đi xuống khoảng chưa đến 2 km. À. Thì anh hỏi là đâu là đồn Hố Chuối, người ta đã chỉ vào. Đó thì nó chỉ là một bãi đất trống, nó cũng không cắm nữa. Thuộc thị trấn Hồn Sương. Dạ. Vâng, thuộc thị trấn Hồn Sương. Đến đồn Hố Chuối trước xong mới đến chùa Lèo. Vâng, đồn Hố Chuối trước. Còn đây là bản đồ mà khi mà đài nắm xây dựng ấy, thì đài nắm lãnh đạo Nghĩa Quân thì ông đã cho xây dựng những căn cứ dọc con sông Sỏi. Con sông Sỏi thì cách đây khoảng bên gần đến Bố Hạ thì tầm 10 km. Thì những đồ này thì xây dựng ở cạnh sông, vừa có tức là vừa có đồn lại vừa có thông hào và có cắm trông đấy ạ. Còn ngôi đền mà nãy anh thắp hương đấy thì ngôi đền đấy thì
được xây dựng cuối thế kỷ 19 thì về cơ bản và kiến trúc vẫn được giữ nguyên vẹn như vậy, chỉ có sơn sửa lại bên ngoài thôi. Đền thề đấy ạ, thì thực dân Pháp chụp vào năm 1909 thì bên cạnh vẫn còn có cây mít đấy ạ. Thì cây mít thì ít nhất cũng tồn tại 139 năm rồi ạ. Và ngôi đền thì kiến trúc vẫn được giữ nguyên vẹn như vậy và bên ngoài chỉ có sơn sửa lại chút thôi ạ. Tức là ngày xưa là những cái đồn của đề thám đây, đề thám đây là cũng dày đặc như thế này đúng không ạ? Vâng ạ, những đồn lũy của Hoàng Hoa Thám thì đều có sự tương trợ cho nhau hết. Thế là tổng cộng có khoảng bao nhiêu đồn đấy ạ? Căn cứ? Căn cứ đồn của Hoàng Hoa Thám thì có khoảng trên 20 đồn anh ạ. Những cái đồn này, đồn tiêu biểu nhất là đồn lũy Hố Chuối này này. Đồn Hố Chuối này, đồn Trại Cọ này. Đây, đồn Hố Chuối đây. Đây này, bên trên, pháo đài Bắc đây. Bên trên một đoạn. À đây, đây. Đấy, và... Và mình thì sẽ đứng ở đây đúng không? Mình sẽ là đồn Hồ Xương đấy ạ. Vâng. Ở đây ngày trước nó sẽ là những cái rừng cây nó âm u mà nó kiểu như gọi là rừng sâu nước độc đấy anh ạ. Vâng. Bắc Thái là bây giờ là Thái Nguyên đấy. Vâng, Bắc Thái là Thái Nguyên đấy ạ. Yên Thế là huyện miền núi có xã vùng cao của tỉnh Bắc Giang, phía Bắc giáp với Đồng Hỷ thuộc Thái Nguyên, phía Nam giáp với Tân Yên, phía Đông giáp với Lạng Giang và Hữu Lũng thuộc Lạng Sơn, phía Tây giáp với Phú Bình, Thái Nguyên. Huyện Yên Thế có 21 xã và các thị trấn, gồm xã Xuân Lường, Đồng Vương, Canh Nậu, Tam Tiến, Tiến Thắng, Tân Hiệp, Tam Hiệp, Đồng Tâm, An Thượng, Phồn Sương, thị trấn Cầu Gồ, Đồng Hưu, Hương Vĩ, Đông Sơn, Hồng Kỳ, Đồng Kỳ, Tân Sỏi, Đồng Lạc, Bố Hạ, thị trấn Bố Hạ, Đồng Tiến, huyện lỵ ở thị trấn Cầu Gỗ. Thời Lý thuộc đất Lạng Châu, thời Trần mang tên Yên Viễn, thuộc lộ Như Nguyệt Giang. Khi nhà Minh thống trị huyện, đổi tên là huyện Thanh Yên. Thế Lê Thanh Yên được gọi là huyện Yên Thế, thuộc phủ Lạng Giang, trấn Kinh Bắc. Năm Minh Mệnh thứ 13, tức năm 1832, Yên Thế thuộc phân phủ Lạng Giang. Từ ngày 24 tháng 12 năm 1895, Yên Thế được đặt dưới thiết chế quân quản gọi là Đạo Quan Binh Yên Thế. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1899, Đạo Quan Binh này đã bị bãi bỏ, các đơn vị hành chính trở lại như cũ. Đại lý Nhã Nam ra đời, phụ trách công việc hành chính. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1910, toàn quyền Đông Dương ra quyết định sáp nhập phủ Yên Thế vào tỉnh Bắc Giang. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1975, nghị quyết số 532 TTG của Thủ tướng Chính phủ chia huyện Yên Thế cũ làm hai huyện Tân Yên và Yên Thế. Tân Yên là phần Yên Thế Hạ, còn Yên Thế là phần Yên Thế Thượng. Tổng diện tích huyện Yên Thế là 25.775 ha. Dân số vào 31 tháng 12 năm 2000 là 88.996 người, có các dân tộc như Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Diêu, Hoa cùng sinh sống. Yên Thế là một vùng đất cổ trên địa bàn của huyện, còn lưu dấu tích các thời đại sơ sử, tiên sử, cổ sử, cận trung đại, phản ánh tinh thần đoàn kết, cùng kề vai sát cánh chống lại kẻ thù xâm lược, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Yên Thế từ năm 1884 tới năm 1913. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Yên Thế luôn đóng góp tích cực về người và của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vào ngày 11 tháng 6 năm 1999, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định phong tặng nhân dân và lực lượng vũ trang Yên Thế danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế, lãnh đạo nhân dân Yên Thế phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Thì nhà trưng bày cuộc khởi nghĩa Yên Thế thì gồm 2 tầng. Thì tầng 1 là gồm những cái hiện vật mà đã tìm thấy ở xung quanh những địa bàn huyện Yên Thế thì mang vào đây trưng bày, thì gồm có những đồ đá và bộ sưu tập rìu đá ở văn hóa hậu kỳ đá mới từ 4.500 đến 5.000 năm và phát hiện ở khu vực xã Đông Sơn, thị trấn Bố Hạ cách đây khoảng 15 km. Và những hiện vật này khi tìm thấy thì mang về đây để trưng bày làm hiện vật cho các du khách để tham quan. Thì ngoài đồ đá ra thì ở tầng 1 này thì còn trưng bày những đồ gốm. Đồ gốm này thì vào thời nhà Hán, vào thế kỷ 3 đến khoảng thế kỷ 8 và phát hiện ở vùng đất Yên Thế. Thì những đồ gốm này thì là rất là thô sơ và được làm từ thủ công từ những cái thế kỷ 3 và thế kỷ khoảng thế kỷ 8 này. Thì những đồ gốm này thì hầu như là tự người dân ở trong vùng tự làm và tìm thấy ở tại bản địa.
Còn đây là đĩa thời kỳ Lê Mạc phát hiện ở khu vực Đền Quan, xã Tam Hiệp, cách đây khoảng 3 km. Ở Đền Quan thì hiện tại thì Đền Quan thì vẫn còn một ngôi đền cách đây khoảng 3 km đang có vị quan ở đấy. Dạ. Em thấy là có bức tượng Đức Thánh Trần ạ, Hưng Đạo. Tượng này chắc là cũng lâu đời. Vâng, tượng này được lâu rồi anh ạ. Tượng này thì được chụp ở cái đền Bến Nhãn, thị trấn Bố Hạ. Thị trấn Bố Hạ thì cách đây khoảng 8 đến 10 km thôi ạ. Anh đi về phía vôi kép Bố Hạ đấy. Đây hình ảnh đây là đình của Hương Vĩ, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế. Xã Hương Vĩ thì cách đây khoảng mấy 5 km ở bên khu thị trấn Bố Hạ. Đây chùa Lèo, thì xã Phùng Xương, huyện Yên Thế thì anh đi xuôi về phía Nhã Nam ấy, thì hiện tại thì ngôi chùa này được sơn sửa lại rất là đẹp rồi ạ. Đây là chùa Lèo này thì cũng là một địa điểm của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ạ. Đền Quynh này thì ở xã Đông Sơn, huyện Yên Thế ạ, cách đây khoảng 6 km ạ. Còn đây là ngôi đền thờ mẫu Âu Cơ ở thôn Đền, xã Đồng Lạc, cách đây khoảng 3 km ạ. Đây là nơi thờ mẫu tiêu biểu nhất của huyện Yên Thế và ngôi đền này hiện tại thì được tu sửa lại rất là khang trang ạ. Ngôi đền này có từ thời nào đấy ạ chị? Ở ngôi đền này thì theo em được biết thì có trước thời Nguyễn ạ. Thế anh có thể nhìn thấy thì đây là một số hình ảnh là cối đá ngày xưa, đây là cối đá đấy ạ. Còn đây là cối xay thóc ạ. Vâng. Và cầy bừa, huyện Yên Thế ngày xưa là huyện miền núi và nông nghiệp là cuộc sống chủ yếu của người dân ở nơi đây, nên là sẽ có những cái cầy bừa này. Cầy bừa rất là thô sơ, được dùng sức kéo là trâu để cầy ạ. Vâng, trông cũng giống các cái nông cụ của đồng bằng sông Hồng thế ạ. Vâng, đây là cái cối giã gạo ngày trước ạ. Còn hình ảnh bên này thì các anh nhìn thấy đó là một số quần áo trang phục của người dân huyện Yên Thế. Ví dụ như đây là trang phục của dân tộc Nùng ạ. Còn đây là trang phục của dân tộc Dao ạ. Còn dân tộc Cao Lan ạ. Dân tộc Tày ạ. Và bên này hình ảnh bên này là hình ảnh lễ cấp sắc của dân tộc Dao ở huyện Yên Thế. Khi mà đàn ông mà đủ 18 tuổi thì phải làm cái lễ cấp sắc này thì ý là mới được công nhận là một người trưởng thành và có thể lấy vợ đấy ạ. Vâng. Đây là múa, hát múa trong lễ cấp sắc của người Dao ở bản Bình Minh, xã Đồng Vương, cách đây khoảng 15-16 km ạ. Hiện tại thì lễ cấp sắc này người dân thì bây giờ hiện đại hơn rồi ạ. Nhưng mà cái phong tục này vẫn còn, nhưng mà còn ít thôi ạ. Không được phổ biến như thời trước ạ. Còn đây là kèn tí, lè, chuông và kiếm lệnh, gậy, tầm xích dùng trong lễ cấp sắc của người Dao ở bản Bình Minh, xã Đồng Vương ạ. Thì sẽ có những người thầy làm lễ cấp sắc và bên cạnh thầy thì sẽ có hai người phụ đạo ạ. Em thấy có cái áo này, áo của thầy cúng hay là áo của vua chúa đấy? Áo của thầy cúng á. Còn hình ảnh bên này là một số hình ảnh hát dân ca của dân tộc Nùng ở huyện Yên Thế. Thì hát dân ca của dân tộc Nùng ở huyện Yên Thế thì hiện tại thì vẫn còn được lưu truyền và có những cái câu lạc bộ hát dân ca, hát then thì hiện tại thì bà con nơi đây vẫn truyền dạy cho các con em của mình ạ. Và các câu lạc bộ vẫn hoạt động thường xuyên và hàng năm thì các câu lạc bộ này vẫn được phòng văn hóa thông tin về tập huấn, động viên những người con, người cháu của các đồng bào để tham gia gìn giữ cái phong trào dân ca hát then ạ. Còn đây là những hình ảnh mà bộ đồ trang sức của dân tộc Tày ở Xuân Lương và dân tộc Nùng ở xã Đồng Kỳ. Bên này là sách của dân tộc Nùng ở xã Phồn Xương. Thì sách của dân tộc Nùng thì ngày trước hầu hết viết bằng chữ nho đây anh ạ. Dạ. Và hiện tại thì có một số thầy cúng của dân tộc Nùng thì cũng vẫn viết được chữ nho như này. Dạ. Chứ đây là trống với chiêng. Rồi những kiểu đây là những hiện vật mới. Mới. Nhưng mà những cái hiện vật này thì được dùng trong lễ hội Yên Thế được tổ chức vào ngày 15-16 tháng 3 dương lịch hàng năm.
Đây là lễ hội duy nhất được tổ chức vào ngày dương lịch. Ngày 16 tháng 3 dương lịch là ngày đánh dấu ngày đầu tiên của khởi nghĩa Yên Thế, được phát động vào ngày 16 tháng 3. Thế nên là ngày 16 tháng 3 sẽ là ngày khai hội chính thức. Còn trống và chiêng này thì sẽ được phục vụ trong lễ tế chiều ngày 15 tháng 3 tại trước tượng đài của người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Còn trong chiều ngày 15 tháng 3 trong lễ dâng hương thì sẽ có lễ rước kiệu ạ. Còn đây là những kiệu để rước ạ. Còn đây là những súng lưỡi lê của Pháp phát hiện ở khu vực đồn lũy Hố Chuối. Của đồn lũy Hố Chuối thì trước đây là một cái đồn lũy mà thực dân Pháp bất khả xâm phạm, đã tấn công vào đây 4 lần nhưng mà đều thất bại dưới sự chỉ huy của người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Và trong cái đồn lũy Hố Chuối này thì thực dân Pháp ví là đồn lũy của thần chết, vì chúng chỉ có thể tìm thấy đường tấn công mà không thể tìm thấy đường rút lui ạ. Em thấy cái súng mới này là súng phục dựng ạ. Vâng, đây là phục dựng lại, và còn cái súng ở bên trong này mới là súng đó. Là súng cổ đấy ạ. Vâng. Đây là hình ảnh một số truyền thống của lịch sử huyện Yên Thế, như một số hợp tác xã viên hoặc là một số cụ ông cụ bà ở Yên Thế tham gia cái hũ gạo tiết kiệm ủng hộ kháng chiến, hoặc là gia đình của cụ Tài ở huyện Yên Thế được Bác Hồ tặng là danh hiệu cả nhà đánh Mỹ thời kỳ năm 1968 năm 1972. Còn hình ảnh của dân quân tự vệ mỏ than của thị trấn Bố Hạ, và rất là nhiều hình ảnh của các tổ trực đánh Mỹ chiến đấu dưới thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1965 năm 1975. Mỏ than Bố Hạ hiện giờ còn vẫn còn hoạt động, vẫn còn hoạt động ạ. Còn đây là hình ảnh những chữ ký và những kỷ niệm mà các vị lãnh đạo đã về đây thăm huyện Yên Thế. Và đây là những lưu bút của các vị lãnh đạo. Đây là lưu bút của đồng chí Phan Văn Khải là Phó Thủ tướng đã về đây thăm khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám vào năm 1995. Và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là lưu bút của ông ạ. Hình ảnh đồng chí Lê Khả Phiêu chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thế. Đây là sách của là lịch sử đảng bộ của các xã ở huyện Yên Thế. Đây là một số hình ảnh của huyện Yên Thế trước đây. Số hình ảnh về xí nghiệp, dân quân tự vệ, rồi các đại biểu của huyện Yên Thế, đại biểu Cháu Ngoan Bác Hồ huyện Yên Thế, rồi thanh niên huyện Yên Thế lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây là một số hình ảnh về những cuốn sách mà trước đây thực dân Pháp viết về Đẻ Thám, Cầu Vồng Yên Thế và Hoàng Hoa Thám, Phong Trào Nông Dân Yên Thế. Đây là những bản cũ, những bản này thì hiện tại cũng đã được tái bản, rất là phổ biến rộng rãi. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989260877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc.